nha, hôm nay mình sẽ có một số từ xích như này, từ xích có tổng xung quanh nha. Quần dòng Tini này, cái dòng này thì có 8 nha. Đây, con này thì nó sẽ thông số cần á là tại mắt là 10kg nha. Đây, 760g, PE 0.8, 1.8, con này độ cứng tầm khoảng là L thôi nha, có thể có zip. Đây, thì sản phẩm này thông sẽ test cho mình là 5kg nha. Đây, 5kg nha. Là lưới nha, 5kg sẽ có một cái bình nước 5kg. Đây, nước Aquafina này, Aquafina 5kg nha, 5 lít cho mình. Đây, con này thì có zip quanh nha. Con này thì giá thị trường á là 850 một cây, thì nó sẽ để cho mình giá tốt nha, chỉ là 750.000 một cây thôi. Test cho mình nha. Đây, 5kg này. Cường rất là khỏe nha. Cực kỳ ok. Thông số cần nha. Con này thì 1.8 như này. Của dòng Tini Zip này, của dòng Ocean. Ocean này thì đa số là Hàn Quốc và thì chỉ đa số thị trường Nhật cho mình. Đây. Giá là 750.000 một cây ạ.